trong lượt chạy chung kết nội dung 4x400m tiếp sức nữ tại giải Điền Kinh tiếp sức châu Á 2024 diễn ra tối 21 tháng 5 tại Thái Lan. Các cô gái Việt Nam gồm Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Hằng về nhất với thành tích 3 phút 30 giây 82, giành huy chương vàng và phá kỷ lục quốc gia 3 phút 31 giây 46 xác lập năm 2015. Đáng tiếc là thành tích này của các chân chạy Việt Nam chưa đủ đoạt vé tham dự Olympic Paris 2024. Để có mặt tại Thế vận hội, các vận động viên phải vào top 16 ở nội dung chạy tiếp sức 4x400m, thông số 3 phút 27 giây 29. Dù chưa thể có vé dự Olympic Paris, nhưng đây là thành tích rất đáng khen ngợi của tổ tiếp sức nữ Việt Nam. Ngoài những nhân sự dày dặn kinh nghiệm như Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng và Hoàng Thị Minh Hạnh, thì còn có sự góp mặt của hai nhân tố mới là Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 2002, Lê Thị Tuyết Mai, sinh năm 2006. Trước khi Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Hằng giành huy chương vàng nội dung 4x400m tiếp sức nữ, Điền Kinh Việt Nam giành huy chương đồng nội dung chạy tiếp sức 4x100m nữ, xếp sau đội Trung Quốc và đội Thái Lan.